dụ đồng xung quanh khe. Thì đồng xung quanh khe nước có màu gì nhỉ? Em có khi nào thấy đồng xung quanh chưa? Có màu gì? Nó khe nước có màu gì? Màu xanh rất nhạt. Màu xanh rất nhạt, gần như trắng. Rồi, khi mấy em cho vào tinh dầu cần tiền nước, mấy em lắc lên. Thì nếu như có nước, nó sẽ ngậm phân tử nước. Hình như là ngậm 5 phân tử nước đó mấy em. Nó sẽ trở nên màu xanh đậm. Màu xanh đậm. Còn nếu như không có nước, thì nó vẫn là cái màu xanh nhạt như lúc ban đầu. Thì hai cái muối này, nó sẽ góp phần để mình mạnh dạng, mình chất lượng cái mẫu của mình âm tính hay là dương tính. Được chưa? Nha. Rồi, nếu như mà tinh dầu có nước thì người ta sẽ lội nước ra khỏi tinh dầu liền bằng cách là dùng muối ha, ngậm nước ha. Thì nếu như trong tinh dầu có nước thì rất là khó bảo quản, nó rất là dễ hư hỏng ha, bắt buộc là phải lội nước hoàn toàn. Rồi, đây là cái trong chiếc tinh dầu ha, mà mình bắt chiếc chất lôi cuốn lên cái nước mà kết hợp với lò vi sóng có chỉnh nhiệt độ thời gian. Đây là cái bộ sinh hàn ha, bộ sinh hàn để làm lỏng tinh dầu để ngưng tụ tinh dầu vào nước. Đây là cái nồi cất ở quy mô công nghiệp. Ở đây các em thấy là bộ cung cấp hơi nước ở dưới, ở trên là dược liệu và người ta có cần cẩu đó, người ta chiết tới lúc nào cái người ta cẩu cái khối dược liệu đó ra, rồi người ta lấy ra khỏi cái bộ phận này và người ta cho dược liệu mới vô, người ta chiết tiếp. Đây là sinh hàn, rồi đây là cái bình hứng, đó là ống dẫn hơi nước và tinh dầu. Ở đây cũng vậy, này cổ quá hả mấy em, nhìn là cổ điển rồi ha. Đây là cái sinh hàn, đây là cái mô hình ha, người ta vẽ ha. Đây là khối dược liệu không tiếp xúc trực tiếp với nước, hơi nước ở dưới đây ha. Đây khối dược liệu ở đây, cái khối dược liệu này người ta có thể đựng trong cái túi ha, và cái túi dĩ nhiên là nó không thoáng này ha, cái hơi nước có thể bốc hơi và cái túi này đem bảo vệ cái khối dược liệu và kéo theo hơi tinh dầu đi qua cái ống hơi dẫn hơi này và góp xuống sinh hàn và cho vào lực hứng. Đây là bộ hứng và tắt tinh dầu. Nếu mà tinh dầu nhẹ hơn nước thì tinh dầu ở phía trên, nước nặng hơn nằm phía dưới, hai tắt ra riêng. Còn tinh dầu nặng hơn nước thì tinh dầu nằm ở phía dưới, nước nằm ở phía trên. Rồi, chú ý khi cất tinh dầu có hàm lượng thấp thì tinh dầu tan trong nước nóng, tạo thành nước khô. Nói là tinh dầu không tan trong nước, nhưng mà dù ít hay nhiều, có một phần tinh dầu tan được trong nước, nhưng mà rất ít nha, người ta gọi là nước khô. Thì người ta tận thu cái nước khô đó bằng cách người ta cho trở lại nồi cất ha, nồi cất, hoặc là người ta đẩy tinh dầu ra khỏi nước cơm bằng muối natri clorit. Thì muối natri clorit nó sẽ hút nước nha, hút nước và tinh dầu sẽ được tách ra khỏi nước, hoặc là cho tinh dầu trong nước cơm hấp phụ hoặc than quạt sấy ha. Thì tinh dầu sẽ bị hấp phụ trong than quạt và sấy thì để bọn lội nước đi, còn lại than mạc có chứa tinh dầu đó người ta sẽ phản hấp phụ để tách tinh dầu đi, than mạc đi nha. Rồi như cô đã nói, một số lưu ý đi chế tạo tinh dầu ha, là độ chi nhỏ tùy bản chất của dược liệu nó mỏng manh hoặc là nó tinh dầu ở trong các bộ phận là gỗ nằm sâu trong các môn thì phải chi nhỏ đến độ mình thích hợp nhân dân ha. Và một số tinh dầu á rất là dễ bị phân hủy bởi nhiệt, cần phải chưng cất trong thời gian ngắn, như là tinh dầu sung nha. Tinh dầu sung này là của cây sung chứ không phải là con sung nha, cây sung tên nó cũng giống như là con sung ha, nhưng mà là cây sung.